về đây trú ngụ và đồng thời ngài trị bệnh và ngài nói chung là bỏ xác ở nơi đây. Dạ, vậy đó, chú. Có phần mộ ở phía sau. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay là đoàn hành hương của sư thầy Sơn Phước từ bên Mỹ về quý vị, đồng hành cùng với quý Phật tử và quý sư thầy quý vị đi đến chùa Phật Thầy Tây An. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với Châu Phú nha. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là chùa của Phật Thầy Tây An, nằm tại Châu Đốc quý vị, cách bà chú xứ núi Sam chắc khoảng 300m quý vị. Thì Châu Phú thấy hôm nay rất là đông bà con đổ về chùa đấy quý vị. Và hôm nay đặc biệt là có chú Ba Hùng, vua Thiên Cơ đấy quý vị, có biệt danh là vua Thiên Cơ, đã đi trở về chùa của Phật Thầy Tây An. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, nơi đây là một cái nơi rất là linh thiêng nha quý vị. Tại Châu Đốc này có rất là nhiều câu chuyện. Thứ nhất là chùa Phật Thầy Tây An, người đã có thể độ những loại rắn như ông sấm, ông sét, những con vật biết tu thì thầy đã cho về núi Cấm, còn con nào không biết tu thì cho về núi Bà Đội Âm. Và gần đây thì cũng có một cái ngôi chùa hang đó nha quý vị. Ngôi chùa hang thì có một cặp rắn rất là to, là bà do bà thợ đã tu tập ở đó nha quý vị. Và đặc biệt một điều là có bà chú xứ gần đây nữa. Thì Châu Phú mời quý vị cùng viếng cùng với đoàn nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì xin giới thiệu với quý thầy với cô là ở đây là một ngôi chùa của Đức Phật Thầy Tây An. Ngày xưa ngài đã về đây, ngài tu tập tại đây đó. Và ngài về đây ngài cũng là có một cái 12 vị đệ tử. Thì ngài là đặc biệt, mỗi một người có một cái tài riêng thầy. Nhưng mà đặc biệt một điều là thầy có cái biệt tài là không những là cứu độ cho người thường dân thường, mà có biệt tài là cứu độ và giúp cho những cái con thú dữ đó có thể tu luôn đó. Thì hôm nay con mời thầy trở về đây để nghe chú Ba Hùng sẽ kể lại những cái câu chuyện của Đức Phật Thầy Tây An. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và con mời thầy nha. Mời cô. Vâng, thì kính thưa quý vị, bà con trở về đây rất là đông quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Chào chú Ba. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chú Ba đẹp trai. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Hôm nay nhân dịp ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão là ngày rằm, gọi là rằm Thượng Quân, thì tôi Ba Hùng cùng Châu Phú với sư Sơn Hướng ở nước Mỹ về, thì có cái cơ hội là đi tham quan thánh, sáng giờ là thánh địa Tổ Đình Hòa Hảo, và đây vô tới chùa Tây An Cổ Tự là chùa của Đức Phật Thầy. Và ngày Đức Phật Thầy đã lưu diễn đi nhiều nơi, nhất là nơi chung nhau cắt rút của ngài Phật Thầy là Tổng Sơn Sa Đéc. Lần lần ngày tới là chùa Tổng Sơn, Đức Phật Thầy có gửi cái xác ở nơi đây, phần xác nơi đây. Cho nên vì vậy mà hôm nay thì tất cả người tín đồ Hòa Hảo nhà xem coi giáo lý Đức Thầy mà mang lại nguồn hạnh phúc cho cuộc sống và cho linh hồn. Cho nên là Đức Phật Thầy ngày xưa hôm nay chuyển kiếp là Đức Quỳnh Giáo Chủ, lời của người di tỉnh Đú Sam cho nhân phải ba điều quyển hoạch, hoặc là Phùng đã hết già, nay Phùng đã hết già quá trẻ nên giữa đồng bỗng lại có sanh, tức là muốn nói là Đức Phật Thầy già và hôm nay chuyển kiếp lại Đức Thầy là trẻ, giờ sẽ đi vào bên trong chùa để mình lễ bái.
Dạ. Dạ, Nam Mô. Chấm bốn người đi thầy. Bốn người đi chập bò đi nha. Dạ, bên trong đi vào trong chùa. Đứng bò nha. Các thầy. Đấy chập. Lỗ tôi sao bằng máy thở thầy không? À, chú ba ơi, kể cái mẫu chuyện Đức Phật thầy ngày xưa giáo độ giáo hóa cho những loài thú đó chú ba. Thú ở trong chùa kia. Chùa đâm tới sao như vậy chú bạn. Nhưng mà ở đây cũng Đức Phật thầy đang ngày xưa thú ở đây phải không chú? À, coi như ở đây ở này thì bình cho còn thú là cái chùa Thái Sơn ở trong trong nhà bàn đó. Mình cúng tập thể đi với quý sư anh, giờ mình cúng tập thể. Kính mời đoàn mình vô cúng tập thể đi. Kính mời, mời mấy thầy vô đứng chính giữa. Mời cái đoàn của mình vô cúng tập thể đi. Điều đọc cúng tập thể chưa? Dạ. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi cùng với thầy, với sư ở đất Mỹ có cơ hội về Việt Nam để thăm viếng các vùng đất thánh và những ngôi thờ Phật. Ở đây chùa Tây An Cổ Tự, tức là của Phật thầy cách đây hơn 100 năm, ngài về đây chú ngụ để giảng dạy bá tánh thập phương nghe để qua đầu hướng thiện, và ngài gửi cái xác nơi đây. Trước mặt tôi và các thầy là thờ Ngô Tâm Bảo có Đức Phật A Di Đà tượng đại trí Quan Thế Âm. Hôm nay nhân dịp đầu năm Quý Mão thì tất cả chúng con đồng quỳ để cầu nguyện cho quốc thế dân an, chúng sanh được thái bình và chủ quyền được siêu độ, và toàn dân nhân loại trên thế giới được bình yên. Thì kính mời quý vị cái Ngô Tâm Bảo ba xác. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chắp tay lên tráng nguyện. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay nhân ngày gần tháng giêng năm Quý Mão, nơi Tây An Cổ Tự, chúng con đồng quỳ trước Hồng Ân Tam Bảo thành tâm thánh nguyện, là chủ quyền đất nước, cầu nguyện cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, toàn dân nhân loại được sự an cư lạc nghiệp. Cầu nguyện cho củ quyền thất tổ ông bà chúng con được siêu sinh tịnh độ. Cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam và nhân loại trên thế giới qua cơn đại dịch. Cầu nguyện cho Đức Thầy mau sớm trở về lập hội Long Hoa, đưa chúng sanh đến thượng quân, đến cực lạc, đến niết bàn. Và cầu nguyện cho tất cả Phật tử chúng con qua năm mới sức khỏe dồi dào, nếu có điều kiện làm ra vật chất đi cứu đói những người nghèo khổ, để mong sao đủ phước dự hội Long Hoa, và gán niệm Phật thường xuyên để khi từ giả cõi trần nhớ Phật để sanh sang cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng lại bốn lại. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đọc đứng lên. Sát ba sát chính giữa Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, bên phải Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú ba. Xin mời chú ba mời quý thầy đi một vòng ở đây luôn ha chú ba. Đi qua giếng một Phật thầy đi. Đây nè, đi một vòng qua hết cái ở trong đây đi, cái không gian này chú ba. Dạ hả? Dạ, cái này là thập vị thập bát la hán. Thập bát la hán hả chú ba? Đây nè. Đây là đại thần Kim Cang nè.
Đây nè chú ba, xin giới thiệu từ tên gói luôn nè chú ba. Đại thần, đây là Phật Bát La Hán. Quý vị ngày xưa 18 vị ăn cướp, sau khi nghe được là nhân quả, các ngài đi tu thành A-La-Hán, cho nên đây là Đại thần Kim Cang. Đây là vị La Hán thứ hai là Định Kỳ Tai Kim Cang. Bây giờ qua vị thứ ba là Tử Hiền Kim Cang và Xích Hinh Quả Kim Cang. Thứ tư mấy bên kia chứ bà. Đây ăn vị nó nè, phải không? Này cái này vị tổ Đạt Mã Tổ Sư. Đây nè. Đây là coi như Nam Thiên Dương. Dạ, tiếp tục bên kia nữa chú ơi. Địa Tạng Nhân Bồ Tát, ngài Đạt Mã Tổ Sư. Đạt Mã Tổ Sư, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nha vị. Là Thanh Trừ Tai Kim Cang. Thanh Trừ Tai Kim Cang. Quỳnh Tỳ Cầu Kim Cang. Bạch Tinh Thủy Kim Cang. Quỳnh Tỳ Cầu Kim Cang nha vị. Bích Độc Kim Cang. Bạch Tinh Thủy Kim Cang nha vị. Đó là Thập Điện Diêm Vương. Thập Điện Minh Vương. Thập Điện Minh Vương. Minh Vương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Dạ. Ngọc Hoàng Thượng Đế nha vị. Ở đây có đủ hết trơn thì thưa chú ba. Dạ. Chú ba là mang cho con hỏi á, cái chỗ này á là có phải là Phật thầy Tây An ngày xưa về đây tu không chú? Dạ, coi như Phật thầy về đây trú ngụ và đồng thời ngày kỳ bệnh. Và ngài nói chung là bỏ xác ở nơi đây. Dạ, vậy đó chú. Có phần bộ ở phía sau. Dạ. Nhưng mà Phật thầy á là ngày xưa về núi Cấm, phải là Phật thầy có độ những cái loài thú dữ không chú? Coi như là Phật thầy độ thú dữ là cái chùa Thới Sơn. Dạ. Ở chân núi Ông Cát. Dạ. Nên vậy mà ngài bên đó, ngày đó ngài kêu đệ tử đi mua vải đỏ về, thì đêm đó sau cái giờ công phu bái sám thì tất cả loại thú như là cọp, beo, sư tử, rồi dê, nai, hu, khỉ nhảy vô trong chùa Đức Phật thầy buộc vải đỏ nhảy ra, cho nên vậy mà coi như rất đông. Cách đây hơn 100 năm thì nơi dùng đất Thái Sơn là một cái rừng âm mưu, cây cối nhiều, thưa người và thú dữ nơi dư là cùng hết. Mà nhờ Phật thầy về cảm hóa, dạy được tín đồ, dạy đương các loài vật. Cho nên từ cái ngày Đức Phật thầy ra đời tại vùng núi Cấm thì mình thấy từ đó tới sau như là cọp, beo, gấu rồi nó không có ăn thịt người, nó không xuất hiện ra bất tử mà nó vào trong hang để nó tu hết. Cho nên Đức thầy cho biết là thú vật mà còn biết tu hành nó nít, người cho không chấm dứt phòng trần. Cho nên vậy mà nhờ cái quay thần của Đức Phật thầy thì hôm nay Đức thầy mình về cái làng Hòa Hảo cũng thế. Ngày xưa ở dưới sông Cái là lâu lâu cũng có xấu, nó nổi lên để mà nó làm chìm ghe ăn thịt người này người nọ. Nhưng mà từ khi Đức thầy mở đạo ở đây làng Hòa Hảo tới nay thì cái vùng sông Cái, Tiền Giang và Hậu Giang mình không thấy bóng dáng một con xấu hay là âm được cây nổi lên này kia để cho dân mình thấy là không có. Còn ngày xưa ở tại sông Cái Bé, cá sấu nó cũng hay nổi lên để đập xuồng nghe chìm xuồng, nhưng mà từ cái đạo thịnh hành tới giờ mình thấy loài vật nó cũng ẩn tu luôn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn chú ba. Nam Mô A Di Đà Phật, nay cùng đã hấp già quá trẻ nằm giữa đồng bóng lại có sông lại của người di tịch núi Sam chứ chẳng phải bài điều quyền hoặc
chào cháu Phú. Dạ chào chú Minh. Những lời truyền chưa của Phật thầy dân dân kiếm dân kỳ thầy biết. Thì thôi cái nơi cái chùa của Phật thầy thì mình ngâm lại mười điều khiến tu của Đức Phật thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Điều thứ nhất thầy viên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thờ con miêu. Dẫu ai nặng nhẹ trăm điều. Cái mộ Phật thầy hình như ở sao không chứ? Cái mộ này mộ ai? Không phải Phật thầy. Cái mộ này mà mộ sư này ha. À, sư ông nhập viện ngày 5 tháng 1 1972, xin hướng ngày 5 tháng 1 1972 luôn. À. Mô Phật ngày ông nhập viện ngày xin hướng ra đời. Cái này là cái hình đó, hình dạ. của sư. Thầy sư. Còn cái mộ thầy ở phía sau là có cái núm mà không có mộ cái gì bên kia. À bên kia cái mặt bằng không à. Tiếp tục ngâm luôn, thầy sư thầy lộn rồi. À, phía sau trông giống cái ông bỏ hư ủ quá. Lòng trung kiên muôn bớ con nêu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thứ thách đang di con đó, nếu không nhìn cái mộ Phật thầy đâu không? Cái mộ Phật thầy ở đâu? Ở sao hả? À. Nếu không nhìn công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian, là điều quyến hoặc dở mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy trong đệ tử tình bạn bè cũng giữ thị chung, luôn luôn hoa lứ khoan dung, nhũ phiền nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô. Diệu dân nhau điểm to công hòa, phải thận tình với cả chung quanh. Thiệt thòi cam chịu đã đành, dù gì vẫn nể dĩ thầy dành cho con. Điều thứ ba diễn tròn thành đức, tì bán buồn cơ cực báo tầng, rồi công nuôi lấy bấm thân, đừng ham mến chuyện khuy nhân nghi gạt lường. Dầu gian bát tràn gương đầy tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian cũng chỉ một thời, thà nghèo trong sạch tính hơi linh hồn. Kính thưa quý vị, đây là cái ngôi mộ của Phật thầy. Ngày xưa cách đây hơn 100 năm, nhờ ở đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta có xuất hiện một vị Phật gọi là Đức Phật thầy Tây An. Ngài khi ra đời ở tại Tùng Sơn là lúc đó cái nhầm cái mùa bệnh dịch, cho nên vậy mà không ai biết Ngài là một vị Phật, cho nên Ngài cũng sống như bao nhiêu thường như những người khác. Chứ một hôm đó là Ngài bỏ xứ đi một thời gian, rồi Ngài trở về cái làng Tùng Sơn, có cây da nó ngã, nó làm cho bà con không có đi qua cái dòng sông đó được. Cho nên có một số người ra đông lắm, người ta kéo cái cây đó lên, nhưng mà kéo không nổi. Phật thầy mới nói, thôi mấy ông cho tôi kéo tiếp chứ. Người ta nói người trẻ mà kéo không nổi thì ngày già làm sao nổi. Nó nói thôi cũng đỡ. Cho nên vậy mà Đức Phật thầy, mấy ông kia nói thôi vậy cũng kéo thiếu đi. Cho nên có Phật thầy lên kéo cây da khổng lồ, xa xúc, nó mới có thể kéo lên được, mà Phật thầy kéo được.
Cho nên từ đó dân làng mới tín nhiệm ngài là một vị siêu phàm. Ngài tương tự là ở nơi đó có bệnh dịch và ngài là trị một vài bệnh rồi ngài ra đi. Bị dân làng yêu cầu nhưng mà ngài không ở, là bị nói rằng không có duyên. Thì cuối cùng ngài đi lần lên tới Tây An Cổ Tự, ở đó có bệnh dịch Quỳnh Hành, thì ngài ở đó trị bệnh cho dân làng. Đa số bà con cũng nhờ Phật Thầy cứu mà được hết bệnh. Và ngài lần lần vô núi Sam, và ngài lần lần vô tới chùa Thái Sơn ở Nhà Bàn. Và hôm nay chúng ta ngồi đây thì sở dĩ lại Phật Thầy là tại vì ngài cách đây hơn 100 năm, ngài ra đời tại cái vùng của đất địa của mình. Ngài nói lên cái đạo Bửu Sơn Kiều Hương, tức là tứ ân trong người, phải biết ân tổ tiên cha mẹ, phải biết ân đất nước, ân tâm bảo, ân đồng bào. Cho nên từ đó mà con người mình biết là yêu tổ quốc, là mến đồng bào, và mình biết hiếu hạnh với mẹ cha, và mình biết là coi như thương đồng bào xã hội, và biết đem Phật pháp ban truyền. Cho nên từ đó là hơn là cả 100 năm sau, cả mấy chục năm sau, ngài tái chuyển kiếp trở lại là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Cho nên quý vị mình bây giờ, miễn ai coi kinh giảng Phật giáo Hòa Hảo, thì quý vị mình sẽ thấy mình có một cái, trong đêm tối có ánh đèn, trong cái một cái công rừng mà mình có một cái đường lối. Cho nên quý vị mình giờ đây là bệnh dịch trên thế giới nó đang là ba là khủng khiếp. Ở Trung Quốc một ngày chết mấy ngàn người, nhưng người Việt Nam chúng ta được bình yên, chẳng qua là tại vì con người của mình biết ăn hiền ở lành. Cho nên Đức Thầy nói rằng tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật ban phép lành. Cho nên quý vị mình thấy là nhờ của Đức Thầy. Cho nên vậy mà cái thứ hai là quý vị mình bây giờ đó đi đây mình thấy người nào cũng gương mặt hiền, là tại vì trước đây đó mình chưa có đạo đó, là cũng giống như con cọp dữ vậy đó. Mà khi mình có đạo rồi mình trở thành con cọp tu. Cho nên vậy mà đông người đi giếng Bà Núi Sam, đông người đi đỉnh Núi Cấm, nhưng mình thấy người nào cũng tâm gương mặt, là người nào cũng có cái vẻ từ bi, thương người giúp đỡ. Cho nên từ chỗ đó mà cuộc sống xã hội hôm nay mình đi đến đâu cũng có một cuộc sống bình yên, là tại vì nhờ có ông Phật ra đời để mà chỉ đường dẫn lối cho mình để mình đi đến cái chỗ là toàn căn thiện mỹ. Cho nên Đức Thầy cho biết là chốn Phật cảnh vắng tanh cả tới, ta ra đời nên mới đổi thay. Nên vậy mà trước đây mình hung dữ lắm, mà bây giờ mình vào Phật pháp mà mình trở thành người hiền. Cho nên Đức Thầy nói là xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây, mà bao nhiêu chục ngàn năm á mình mới có thấy được một vị Phật ra đời. Cũng như cách đây hơn 2600 năm là ở bên Ấn Độ là có Phật Thích Ca, còn hôm nay là cả ngàn mấy năm trăm sau thì mình mới gặp Đức Thầy mình là Phật xuống dưới cõi trần này. Thì quý vị mình hôm nay nhân cái dịp rằm tháng giêng, quý vị đi đây cũng có số mấy em mình đang ngồi đây, thì đầu trong năm mới cũng còn mùa xuân, chúc mấy em và tất cả bà con nơi đây muốn có một cuộc sống hạnh phúc, là ngày mai mình mà hạnh phúc thì quý vị mình trở về nhà mình cố gắng là ăn chay trường. Bởi vì ăn chay trường á là quý vị mình không giết sinh vật, mà con vật thì cũng có linh hồn. Cho nên vừa rồi tôi với sư đây ở bên phủ thờ ông ba là cho ăn là mấy 100 tấn cá cha đó, nó nổi lên tại cái dòng sông ngã ba Dầm Nao, tức là bến đò Thuận Giang đó. Thì quý vị mình thấy là nó về nguyên khúc sông đó, mỗi ngày là cho ăn là 10 bao thức ăn, mà ban đêm thì mở giảng với niệm Phật nó nghe. Cho nên nếu cá dồ đó mà nó là con vật thì nó không có trí khôn, nó tập trung về đó là không ai giết nó hết. Cho nên vậy mà mong rằng tất cả bà con muốn cho mình hạnh phúc ở trong ngày mai thì mình phải về ăn chay trường. Cái thứ hai là quý vị mình phải cúng lại, bởi vì quý vị mình bây giờ đi chùa cúng lại 10 cảnh chùa, quý vị mình nói rằng về nhà làm ăn được. Như vậy thì sư đây hàng đêm tụng kinh, tôi đây hàng ngày hàng đêm phải cúng lại. Cho nên nơi gia đình quý vị mình sáng cúng chiều lại để cầu cho trời Phật tha cái tội của con. Hồi trước con có sát sanh, con có cho dai, con có chửi chồng mắng con gì đó. Cho nên vậy mà Phật tha tội cho con. Cho nên vậy quý vị mình gắng cúng lại. Cái nữa là quý vị mình gắng làm lành. Cho nên vậy quý vị mình nếu có ai có là ăn chay cúng lại làm lành và niệm Phật, thì quý vị sẽ có một cuộc hạnh phúc đã trong gia đình mình từ trên tới dưới thượng hòa. Và gia đình mình gặp điều may trong cuộc sống, và quý vị mình cũng cố gắng niệm Phật
để sau khi từ giã cõi đời quý vị mình nhớ Phật để dẫn sanh Tây Phương. Như vậy thì ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão là nơi ngôi mộ Phật thầy, cũng cảm ứng chứng minh là cũng như vừa rồi Châu Phú quay cái câu tư ở dưới Cần Thơ đó, thì cổ nói rằng cổ đi đâu đó lâu lâu là có Phật thầy râu dài dắt cổ, cho nên có cổ một lần đi buôn bán ở Sài Gòn, đức Phật thầy râu dài ra ngoài ở ngoài Sài Gòn dẫn cô về là đền Thái Sơn để mà chùa Thái Sơn để mà dự lễ Phật thầy, là cho nên vậy mà cổ nói hồi đó giờ không biết ngày dỗ Phật thầy mà nhờ có đức Phật thầy dẫn về. Châu Phú hỏi vậy đi bằng xác hay họ thiệt hay gì không, đi nhấc chim bao. Cho nên có cổ nói là tới kỳ sau đó là lễ nguyện ông Nguyễn Trung Trực đó là cổ mới về bằng cái phần xác thiệt. Cho nên vậy mà quý vị nên nhớ rằng đức thầy nó tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sân trình đảo lai, Phật thầy tuy cái xác này bỏ nhưng mà ngài là Phật, lúc nào cũng ở bên cạnh mình hết, đi trong mây về trong gió, Phật thì biến hiện. Cho nên thì vậy mà giờ đây chúng ta tin tưởng đức Phật thầy, là hôm nay là đức thầy của chúng ta. Vậy qua đầu năm Quý Mão nay ngôi bộ đang cố tự, kính chúc toàn cả quý vị xa gần đến đây lễ Phật lễ thầy về cố gắng ăn hiền ở lành để hiện tại cuộc sống an nhàn, ngày mai đi dự hội long quan và cuối đời mình sẽ ôm chân đức Phật về bên kia tịnh độ để sống cuộc sống vĩnh viễn trường tồn. Đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Ba, cảm ơn thầy Sơn Hướng. Và tạm mà cảm ơn quý thầy, quý đồng đạo đã có mặt hôm nay. Trên đồng kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn và quý thầy có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.